vài trăm củ cũng setup được một cấu hình loa, kể cả những hệ thống loa tới vài ba tỷ cũng có nữa. Và để muốn độ một cái loa cho cái xe của mình thì mình đã chia sẻ cho các bạn có là cái mình có cái nó gọi là cái công thức độ loa, về mặt bản chất là không có công thức gì cả nhưng mà ở đây mình cũng viết ra cho các bạn một cái lộ trình để cho các bạn độ cái âm thanh xe hơi dành cho tất cả những bạn nào mới bắt đầu một cách nó thuận lợi hơn, dễ dàng hơn và các bạn đi đúng được hơn. Chơi âm thanh các bạn cần phải đi ngay ban đầu mình phải định hướng và mình phải định hình cái cách chơi của mình thì lúc mình chơi âm thanh đó, nó sẽ nó hiệu quả hơn. Có là cũng một số tiền như vậy nhưng mà mình sẽ set up những cái cấu hình loa, hệ thống loa nó sẽ hiệu quả hơn, gọi là hay trong tầm giá. Chứ còn nói nhiều tiền ít tiền thì không thể nói được. Vài ba triệu cũng chúng ta có thể vẫn có thể set được một cái cấu hình loa, vài chục triệu cũng có thể set được một cấu hình loa, hay là vài trăm củ cũng set up được một cấu hình loa, kể cả những hệ thống loa tới vài ba tỷ cũng có nữa. Thì nó không có điểm dừng cho vấn đề về giá cả đâu, tại vì nó rất là vô chừng và không có điểm dừng. Nhưng mà với một cái số tiền nhỏ thì mình có thể chơi được loa không, thì mình xin thưa các bạn là được, tiền ít vẫn có thể độ loa được. Tuy nhiên nó cũng phải mức tương đối, chứ không phải ít. Ở đây là mức độ vài ba trăm ngàn nha, nó cũng được phải được vài ba triệu thì mình mới có thể set up một cái bộ loa được. Bước đầu tiên của cái vấn đề chơi loa, hôm bữa mình đã chia sẻ với bạn cái lộ trình chơi loa đầu tiên. Bước một là mình độ loa sub. Khỏi suy nghĩ, các bạn cứ vô một cái loa sub. Xe nào mà đã có trang bị sub rồi thì bắt đầu mình mới lên cái bước hai, độ loa nha các bạn. Đây là một cái loa sub điện. Đó, xe nào chưa có sub thì mình lên một cái sub. Bản chất loa sub cũng là một cái loa, nhưng mà nó là loa chuyên đánh cho cái dải siêu trầm, cái dải trầm á, tầm khoảng 100 hẹp trở xuống người ta gọi là trầm, tiếng sub trầm. Thông thường là cái xe mà xe phổ thông thường người ta không cắt cái option là cái sub đi rồi, nó thành ra nó bị thiếu tiếng sub. Vậy việc đầu tiên là mình gắn thêm cái sub để chi, để bổ sung cái dải tầng âm thanh nó đang còn thiếu vào cái đã. Đầu tiên âm thanh muốn hay thì nó phải đủ âm đã, chứ không thôi nó mất cái tiếng nó thì nó sẽ không hay nha các bạn. Chính vì lý do đó là mình những cái xe phổ thông mình cứ lên một cái sub. Sub thì nó sẽ có hai loại, một là sub điện, hai là sub hơi. Cắm điện rồi lên nhà khỏi suy nghĩ, không cần trang bị âm ly gì cả. Thì đây là cái sub hơi. Cái sub hơi thì nó sẽ quýt hay hơn là sub điện rồi. Và để đánh một cái sub hơi này thì mình phải cần trang bị thêm một cái âm ly, và ngoài ra mình phải đóng một cái thùng cộng hưởng, thùng hơi đó, nó sẽ tốn tiền hơn sub điện nha các bạn. Nên nếu mình với ngân sách 5 đến 10 củ luôn thì mình vô sub điện nha, sub điện của hãng nào cũng được. Ở đây mình giới thiệu luôn cho này. Nếu mà sub cỡ lăn quanh 5 củ thì các bạn có một là sub Rock Power là 5 củ 8. Còn sub vocal luôn á thì là 11 củ 9, 11,9 triệu á. Đó là cái ngân sách tầm khoảng 50 triệu. Còn mình ngân sách các bạn lớn hơn tầm khoảng 20-30 triệu thì mình có thể nâng cấp một cái hệ thống sub hơi. Dĩ nhiên sub hơi cũng sẽ hay hơn, lực hơn và sâu sub hơn, tiếng nó sâu hơn, nó có thể xuống được những dải tầng ở thấp hơn để mà mình nghe được những cái âm nó rất là trầm sâu lắng, nghe nó thích lắm, cảm xúc lắm. Đó là cái công thức đầu tiên của vấn đề độ âm thanh, đó là chúng ta vào một cái hệ thống sub. Tiếp tục bước 2, mình sẽ vào đó là hệ thống loa. Đúng theo cái yêu cầu của câu hỏi của các bạn đầu tiên, muốn độ loa thì bắt đầu như thế nào? Rồi, bước 1 là mình cứ vào sub, bước 2 là vào loa. Bước 3 là vào DSP tích hợp âm ly. Bước 4 là mình chơi DSP và âm ly rồi, đó là cái 4 bước. Rồi bước 5 là mình sẽ gì? Làm lại từ đầu nhưng mà với một cái cấu hình khủng hoảng hơn, chơi một cái phụ kiện nó dữ dội hơn thì nó sẽ tự động nó hay thế các bạn.